Bây giờ nó cho em hai cái vector AB cho những cái điều kiện này, nghe thầy chỉ cho tìm cái mấy cái câu quan trọng đó nha. Em có độ dài của A là bằng 1, độ dài của B là bằng 2. Theo hiểu cái tóm tắt rồi không? Độ dài A là 1. 1 phần 2 độ dài A là 1 thì độ dài B là 2. Chuyển số 2 qua đây. Ok chưa? Rồi bây giờ vấn đề tiếp theo là nó cho em cái này để em tìm vector A như vector B đó. Tìm cái đi. Cái này bình lên là ra A bình cộng 4B bình trừ 2 vector 4 chứ. 4 vector A nhân vector B. Căn 15 bình lên là ra 15. Rồi thế vô tìm vector A như vector B giùm thầy đi. Vector A như vector B là bằng mấy? 1 bình cộng 4 nhân 2 bình trừ 15 chia 4, bấm này coi nhiêu. 1 cộng 4 nhân 2 bình trừ 15 chia mấy? Rồi 1 phần 2. Rồi để đi. Bây giờ nó kêu tìm K để góc giữa UV là nhiêu? 60. Rồi giờ U là gì? A cộng B. V là 2KA trừ B đúng không? Vậy giờ em có cos UV bằng cos 60 là bằng tích vô hướng chỉ tích độ dài đúng không? Tích vô hướng là vector A cộng vector B nhân cho 2K vector A trừ vector B chia lại cho độ dài. Độ dài là căn của A bình cộng B bình cộng 2AB. Hiểu không? Độ dài của cái này là cái này. Hiểu không? Ví dụ như em muốn tính độ dài của vector A trừ vector B nha. Thầy tính cái độ dài cho em coi. Độ dài của này là căn của A bình cộng B bình trừ 2 vector A vector B. Theo kịp không? Độ dài của tổng hợp hai vector. Tiếp. Độ dài của cái này là căn. Nhìn nha. 4K bình A bình cộng B bình trừ cho 4K nhân vector A nhân vector B. Rồi mấy em thế vô xếp sâu tìm K thôi. Ê chưa, tụi mình chưa nhân ở trên đâu nữa. Vậy này là 1 phần 2 bằng vector A nhân K. Vector A là 2KA bình. Vector A nhân trừ vector B là trừ vector A nhân vector B. Vector B nhân 2K vector A là cộng cho 2K vector A nhân vector B. Vector B nhân trừ vector B là trừ B bình chia lại cho căn của A bình cộng B bình cộng 2 vector A nhân vector B nhân căn của 4K bình A bình cộng B bình trừ 4K nhân vector A vector B. Rồi nghe thầy nói nè. Cái này phải xếp xô mấy em giải không á. Một phần hai. A bình là một bình rồi nha. Vậy này là 2x. A bình là một nha bà con. Trừ vector A với vector B là trừ 0,5. Cộng 2x. Nhân 0,5. Trừ cho 4. Căn của A bình là 1 nè. Cộng B bình là cộng 4. Cộng 2 vector A với vector B là cộng 2 nhân 0,5 là 1. Nhân căn của 4 x bình. Cái này dữ lắm là hai nghiệm mà mấy em. Cộng 4 trừ 4x nhân 0,5. Xếp số. Cho số 10 đại đi. 7,35 đó. 7,35. Đúng không? Xếp số dò âm 2 thứ 2. Bảy phẩy ba mươi lăm luôn, dò số một thứ hai. Bảy phẩy ba mươi lăm luôn, dò số năm thứ hai. Vậy là có nghĩa một mà.
xong.